Chào mừng các em đến với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui được hỗ trợ các em học tập môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Bài học hôm nay thầy sẽ hỗ trợ cho các em lớp 8 học môn hình học. Nội dung bài 35 chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số K thì tỷ số hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K. Trước hết, thầy sẽ vẽ hai tam giác đồng dạng với nhau như sau. Tam giác thứ nhất là tam giác A'B'C'. Bây giờ thầy vẽ tam giác thứ hai đồng dạng với tam giác này. Thầy dựa vào hai tam giác có hai góc bằng nhau thì đồng dạng. Muốn vẽ cả góc bằng nhau thì các em biết rằng hai góc có các cạnh tương ứng song song thì bằng nhau. Vậy thầy lấy điểm B ở vị trí này. Thầy vẽ đường thẳng BC song song với B'C'. Từ B thầy vẽ một cái đường thẳng song song với A'B'. Như vậy thầy vẽ hai tam giác như trên bảng là hai tam giác có các cạnh tương ứng song song, cho nên có các góc bằng nhau, do đó hai tam giác này đồng dạng với nhau. Bây giờ thầy sẽ vẽ đường phân giác từ góc A phẩy và góc A. Thầy dùng thước bảng thầy vẽ đường phân giác. Đường phân giác vẽ từ đỉnh A phẩy là đường phân giác A phẩy D phẩy với góc A phẩy 1 bằng góc A phẩy 2. Tương tự thầy vẽ đường phân giác của góc A. Đường phân giác góc A thầy gọi là AD. Nó cũng chia góc A thành hai góc bằng nhau. Ta có góc A1 bằng góc A2. Bây giờ chúng ta gọi tên các đường phân giác tương ứng vẽ từ góc A phẩy và góc A như sau. Trước hết, tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC. Và do giả thiết. Từ đây, chúng ta sẽ suy ra góc A phẩy thì bằng góc A và góc B phẩy thì bằng góc B. Ta gọi đường phân giác của góc A phẩy là A phẩy D phẩy. Gọi đường phân giác góc A phẩy là
A phẩy D phẩy với D phẩy thuộc B phẩy C phẩy và gọi AD là đường phân giác. Góc A là AD với D thuộc BC. Bây giờ ta chứng minh A phẩy D phẩy trên AD bằng tỷ số đồng dạng, đó là A phẩy B phẩy trên AB. Và tỷ số này thì gọi là K. Thế bây giờ trước hết các em xét hai tam giác sau: tam giác A phẩy B phẩy D phẩy và tam giác ABD. Hai tam giác này có, thứ nhất là góc A phẩy bằng góc A theo giả thiết, cho nên góc A phẩy 1 bằng góc A phẩy 2 và cũng bằng góc A 1 cũng bằng góc A 2. Từ đây ta suy ra góc A phẩy 1 bằng góc A 1 và có góc B phẩy bằng góc B, cho nên hai tam giác này có hai góc tương ứng bằng nhau, do đó chúng đồng dạng với nhau. Từ đó chúng ta suy ra tỷ số cần chứng minh. Bây giờ thầy xét hai tam giác đó là tam giác A phẩy B phẩy D phẩy và tam giác ABD. Trước hết ta có góc A phẩy thì bằng góc A theo giả thiết ở trên này. Từ đây ta sẽ suy ra 1 phần 2 góc A phẩy cũng bằng 1 phần 2 góc A, mà 1 phần 2 góc A phẩy tức là bằng góc A phẩy 1. Vậy góc A phẩy 1 bằng 1 phần 2 góc A tức là bằng góc A 1. Vậy hai tam giác này có góc A phẩy 1 bằng góc A 1 và có góc B phẩy bằng góc B, cho nên suy ra hai tam giác này đồng dạng với nhau. Vậy ta có góc A phẩy 1 bằng góc A 1 và góc B phẩy bằng góc B. Theo giả thiết, từ đây ta suy ra hai tam giác A phẩy B phẩy D phẩy đồng dạng với tam giác ABD. Mà hai tam giác đồng dạng thì chúng ta sẽ suy ra là A phẩy D phẩy trên AD sẽ bằng A phẩy B phẩy trên AB mà theo trên thầy đặt A phẩy B phẩy trên AB bằng K. Vậy A phẩy D phẩy trên AD bằng K. Tức là bằng tỷ số đồng dạng. Tương tự như vậy, chúng ta có thể xét các đường phân giác vẽ từ đỉnh B phẩy và đỉnh B hoặc đỉnh C phẩy và đỉnh C thì tỷ số các đường phân giác tương ứng cũng bằng tỷ số đồng dạng K. Như vậy,
ở video này, chúng ta nhớ một tính chất là nếu hai tam giác đồng dạng với nhau theo tỷ số K, thì tỷ số hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng K. Và các em nhớ kiến thức này để làm các bài tập sau này. Như vậy, bài giảng đã kết thúc. Thầy mong các em đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Chào tạm biệt các em.